nhận được một khoản tiền từ người thân gửi vào tài khoản thì điện thoại bất ngờ bị treo. Hàng trăm hệ thống lừa người dùng cài ứng dụng giả mạo lên điện thoại, trong đó giả mạo cả các cơ quan quản lý nhà nước. Mất quyền kiểm soát điện thoại, có người đã mất cả tỷ đồng. Đâu là những phần mềm cần gỡ bỏ ngay lập tức? Liệu có cơ hội nào để nhận lại được tiền? Cùng trao đổi về vấn đề này tại trường quay với hai vị khách mời, ông Ngô Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty An ninh mạng thông minh SCS và luật sư Bùi Quang Hưng, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Việt Trung. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, khi quý vị đang sử dụng điện thoại thông minh mà tự nhiên điện thoại bị treo thì quý vị sẽ làm gì ạ? Thường chúng ta sẽ tìm mọi cách để khởi động lại. Nhưng nếu sau khi khởi động lại điện thoại tự nhiên lại thấy báo mất tiền trong tài khoản ngân hàng thì quý vị có lo lắng không ạ? Có một trường hợp khách hàng đã mất tới 2 tỷ đồng dù không hề thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền nào. Người phụ nữ này cho biết là một ngày sau khi nhận được một khoản tiền từ người thân gửi vào tài khoản thì điện thoại bất ngờ bị treo. Sau khi khởi động lại, tài khoản của chị bỗng dưng mất gần 2 tỷ đồng. Và chị khẳng định không trực tiếp thực hiện giao dịch rút tiền, đồng thời không truy cập bất kỳ đường link lạ hay là chia sẻ mật khẩu dịch vụ Internet Banking cho bất kỳ ai. Chị cũng đã ngay lập tức liên hệ với ngân hàng để kiểm tra. Phía ngân hàng cũng đã cung cấp đầy đủ dữ liệu cho công an để có thể điều tra làm rõ. Vâng ạ, hiện cơ quan công an thì đang tiến hành điều tra rồi. Và theo kinh nghiệm của ông Ngô Tuấn Anh, vốn là tổng giám đốc của Công ty An ninh mạng, thì xin được hỏi ông là cái việc điện thoại bị treo rồi mất tiền ấy, thường có thể đến từ nguyên nhân nào? Chúng ta sẽ biết là hiện nay khi mà chúng ta sử dụng dịch vụ Internet Banking thì để thực hiện một giao dịch chuyển tiền là chúng ta sẽ có cái tài khoản để đăng nhập cái ứng dụng Internet Banking. Và khi chúng ta thực hiện một giao dịch thì chúng ta sẽ nhận được một cái mã xác thực cho giao dịch đó mà chúng ta hay gọi là mã OTP. Mã OTP thì có thể là từ tin nhắn điện thoại hoặc là như hiện nay thì một số ngân hàng đã tích hợp sẵn cái ứng dụng OTP trong ứng dụng ngân hàng. Và chúng ta sẽ phải nhập thêm một cái mã PIN và sau đó chúng ta nhận được cái mã OTP đó. Chúng ta bấm nút là nhập OTP thì giao dịch đấy sẽ được thực hiện. Thế thì tình huống, chúng ta đặt tình huống là giả sử tình huống mất tiền sẽ xảy ra khi kẻ xấu sẽ biết thứ nhất là tài khoản đăng nhập cái Internet Banking, thứ hai là biết cái mã OTP đó. Thế thì trong cái trường hợp mà kẻ xấu làm cách nào đó, có thể nói một cách hình tượng là ngồi ở trong cái máy điện thoại của chúng ta, thì nó sẽ biết được cái mật khẩu truy cập Internet Banking, mật mã OTP khi mà thực hiện giao dịch. Thế thì nó có thể tạo ra một cái giao dịch giả mạo, xong sau đó là khi sinh ra cái mã OTP trên điện thoại đó, nó sẽ kiểm soát cái mã OTP đó và nhập vào. Và đối với phía ngân hàng thì đây là một giao dịch hợp lệ, bởi vì mật khẩu đăng nhập ứng dụng đúng. Và thứ hai là cái mã xác thực cho cái giao dịch đó là đúng. Và ngân hàng sẽ thực hiện xác thực và thực hiện cái việc chuyển cái lệnh chuyển tiền đó đi. Và như vậy ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái nguy cơ sẽ xảy ra khi mà cái điện thoại của nạn nhân bị kẻ xấu gọi là chiếm quyền điều khiển từ xa. Dạ vâng ạ. Thế còn trong trường mất tiền tài khoản như ông nói là mất quyền điều khiển điện thoại rồi, nhưng với nạn nhân đấy ạ, thì rõ ràng là tôi không làm gì cả. Vậy xin được hỏi luật sư là trong hoàn cảnh này có cơ hội nào, có cơ sở nào để nạn nhân có thể nhận lại được tiền của mình không ạ? Chúng ta thấy rằng là trong các quy định hiện nay về bộ luật dân sự thì về nguyên tắc là người gửi tiền đã gửi ngân hàng, đấy là một giao dịch dân sự và ngân hàng có trách nhiệm là giữ cái số tiền đấy của người gửi tiền. Nhưng tuy nhiên trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là cái kẻ gian đã đột nhập vào và họ đã phá tất cả các hệ thống của dữ liệu của ngân hàng cũng như là của cá nhân khách hàng và lấy đi số tiền đó. Thì ở đây chúng ta phải thấy rằng là chúng ta phải hỏi câu hỏi chúng ta đặt ra là trách nhiệm của ngân hàng như thế nào trong trường hợp mà cái phần app họ mở trên cái điện thoại đó đã gọi là không đủ cái độ an ninh, độ đảm bảo an toàn để cho kẻ gian có thể lợi dụng và có thể chiếm quyền sử dụng và có thể lợi dụng để chuyển hết cái số tiền của khách hàng đi. Thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là ở đây cái trách nhiệm của ngân hàng là anh đã không đảm bảo được cái tính an toàn của cái dịch vụ của mình và tạo điều kiện cho kẻ gian là lợi dụng cái kẽ hở về mặt công nghệ thông tin để có thể lấy được tài sản của khách hàng. Vâng, nhưng mà câu chuyện ở đây là rất có thể là như ông Tuấn Anh phân tích là nó hoàn toàn hợp lệ, bởi vì tôi cung cấp đầy đủ tên truy cập, mật khẩu truy cập rồi cả mật khẩu OTP nữa.
Vậy thì làm thế nào mà lại trở thành hợp lệ như vậy và trách nhiệm nằm ở đâu? Thì xin thưa ở đây là như thế này. Nói về việc điện thoại bị treo ấy, thì có một khả năng là điện thoại đó hoàn toàn mất quyền kiểm soát hay nôm na là bị hack điện thoại. Và khoảng một tuần qua thì trên không gian mạng đã rộ lên thủ đoạn là lừa người dân cài các ứng dụng giả mạo của các cơ quan chính phủ, trong đó có cả Tổng cục Thuế nữa. Nhóm đối tượng đã sử dụng đến gần 195 hệ thống khác nhau. Người dùng sau khi tải các ứng dụng giả mạo vào điện thoại thông minh thì sẽ bị đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng và có thể bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại. Các đối tượng xấu đã tạo ra những hệ thống có giao diện giống với những ứng dụng chính thức, sau đó mạo danh cơ quan, tổ chức để lừa người dùng cài đặt ứng dụng giả mạo vào điện thoại di động. Ứng dụng giả mạo sau khi được cài sẽ yêu cầu quyền truy cập dữ liệu, giám sát hành động, thực hiện các cử chỉ và có thể có quyền điều khiển điện thoại. Và từ xa thì tin tặc có thể thu thập thông tin và truy cập những ứng dụng của ngân hàng, thực hiện các lệnh như là lệnh chuyển tiền. Vâng, thưa ông Tuấn Anh ạ, vậy là đối tượng có thể nôm na là chiếm toàn quyền sử dụng một cái điện thoại như thế này sau khi chúng ta vô tình cài một ứng dụng hay sao? Thì như vừa rồi tôi có chia sẻ thì cái tình huống ấy xảy ra, tình huống mất tiền trong tài khoản khi mà kẻ xấu nó có thể chiếm được cái quyền điều khiển cái điện thoại của chúng ta. Vậy thì cái cách thức mà kẻ xấu làm thế nào để có thể xâm nhập được vào cái điện thoại của chúng ta? Thế thì ở đây thì rõ ràng là nếu mà kẻ xấu bảo người dùng cài ứng dụng này đi, đây là ứng dụng để có thể làm cái việc ABCD gì đó, thì rõ ràng người dùng sẽ cảnh giác và không cài. Thế thì để vượt qua cái yếu tố về tâm lý của người cài đặt đó thì kẻ xấu sẽ thực hiện các hình thức gọi là đánh vào tâm lý, cái việc lừa người sử dụng. Ví dụ như gần đây nhất thì có, chúng ta biết là cơ quan quản lý nhà nước là triển khai những cái chương trình ví dụ như khai báo định danh điện tử mức độ 2 chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là có những cái chương trình liên quan khai báo và ưu đãi thuế. Vâng. Thế thì rõ ràng khi một người nào đó nhận được những thông tin cuộc gọi mà rõ ràng là chúng ta đang thấy là ở ngoài cuộc sống là đang diễn ra cái sự việc đó. Và nghĩ rằng cái cuộc gọi đấy là từ những cái cơ quan chức năng, và dễ dàng nếu những ai không cẩn trọng thì có thể dễ dàng bị dẫn dụ và cài đặt những cái phần mềm trái phép vào trong cái điện thoại của mình. Và như chúng ta biết là khi mà cài đặt vào cái ứng dụng mà có chứa mã độc đấy vào trong cái điện thoại của mình, và nếu mà người dùng lại thực hiện một số cái thao tác để cho phép cái ứng dụng đấy có những cái quyền cao, tức là cái quyền có thể truy cập, quyền để điều khiển từ xa cái điện thoại đó, thì chúng ta, những người sử dụng là vô tình lại chính chúng ta đưa cái điện thoại của chúng ta, cái quyền sử dụng điện thoại của chúng ta cho kẻ xấu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở trên các kho ứng dụng của Google, của Android hay là của iOS ấy, thì họ cũng có những cái bức rào trước đó để không thể nào mà có thể tận dụng tất cả các tối ưu. Ví dụ như tôi chẳng hạn, thì là tôi tải một ứng dụng, trong đó người ta bảo là có quyền truy cập vào ảnh này hay vào mic điện thoại hay vào vị trí vân vân. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng là người ta có thể chiếm hoàn toàn cái quyền của tôi được. Thì tôi nghĩ rằng từ phía các nhà cung cấp họ phải có một cái bức rào trước chứ ạ. Như hiện nay thì tất cả những ứng dụng của các cái ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính hoặc những đơn vị uy tín thì đều trên các kho ứng dụng. Ví dụ như chúng ta... Quý thính giả xem tiếp chương trình sau quảng cáo. Cảm ơn. Quý khách cần biết các ứng dụng di động, mạng xã hội, phần mềm quản lý, v.v. Liên hệ ngay với DVMS qua email sales@dvms.vn, hotline 0283602839, website dvms.com.vn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Dùng điện thoại iPhone thì sẽ là cái Apple Store, chúng ta dùng điện thoại Android thì sẽ là Google Play. Tuy nhiên thì ví dụ như đối với các cái dòng điện thoại sử dụng Android thì nó sẽ có một cái cơ chế là có thể cài ứng dụng từ những cái kho không phải là của Google, tức là không phải của hãng. Vâng. Tất nhiên với những ứng dụng đó thì nó yêu cầu người sử dụng phải đồng ý và có một số cái thao tác. Vâng. Nữa. Thế thì tuy nhiên thì với cái những cái kịch bản lừa, nó có những kịch bản rất là tinh vi. Vâng. Và làm cho người sử dụng là thực hiện theo. Ví dụ nó cung cấp hẳn một cái bản hướng dẫn rất là đầy đủ. Bấm bước 1 để download, bấm bước 2 để đồng ý chỗ này, vâng, bấm bước 3 để làm việc kia. Và rõ ràng thì như chúng ta biết thì hiện nay ấy, thì khi mà một cái thời kỳ mà chúng ta sử dụng đã quen với dịch vụ online thì cái phổ người sử dụng Internet rộng lên. Vâng. Ví dụ như bây giờ những cái người mà trên 50 tuổi sử dụng Internet banking rất là nhiều. Vâng. Tuy nhiên chính những người đó thì lại không có cái sự đề kháng, không có cái cảnh giác trước những cái thông tin như vậy. Và thậm chí mọi người cũng không có khái niệm là kho ứng dụng chính thống, và cứ thấy hướng dẫn là làm theo. Vâng. Và nếu làm theo như vậy thì chúng ta sẽ vô tình cài những ứng dụng từ những cái nguồn không tin cậy. Vâng ạ. Vậy thì nói về nguồn không tin cậy đi, xin hỏi luật sư là nếu như cơ quan chức năng
tìm kiếm và biết là đơn vị nào đang phát triển những cái ứng dụng giả mạo cơ quan quản lý nhà nước như trường hợp này của Tổng cục Thuế chẳng hạn, thì cái trách nhiệm và cái gọi là cái chế tài xử lý đối với những đơn vị này giả mạo này là như thế nào? Khi mà họ đang ngồi viết những cái phần mềm liên quan đến cái ứng dụng giả mạo và để chiếm đoạt tiền, thì họ đang cấu thành một trong những hành vi liên quan đến tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Và tôi cho rằng là khi mà cơ quan điều tra phát hiện ra các cái tổ chức đang ngồi viết hoặc là sử dụng những cái phần mềm đó, thì chắc chắn họ sẽ bị khởi tố theo các cái quy định về cái tội chiếm đoạt tài sản, theo quy định pháp luật. Dạ vâng ạ. Vậy thì xin hỏi anh Tuấn Anh là kẻ lừa đảo từ xa họ chiếm dụng cái quyền kiểm soát điện từ xa. Vậy thì nếu như lúc đấy thì trên cái màn hình của tôi nó có hiển thị cái thông tin kẻ đấy đang thao tác hay không? Và nếu như tôi vô tình nhìn thấy, tôi có thể là chiếm quyền ngược trở lại hay là tôi tắt điện thoại đi thì có thể bảo vệ cái việc chuyển tiền của tôi không ạ? Đây cũng là một cái việc khó khăn đối với người dùng khi mà điện thoại bị chiếm quyền kiểm soát, bởi vì toàn bộ tất cả những cái hành vi như theo dõi và ghi nhận lại cái tài khoản đăng nhập ngân hàng này, hay là tạo ra các cái giao dịch giả, hay là lấy cái mã OTP để xác thực cái giao dịch, thì toàn bộ cái việc đó thì thực hiện ngầm bên dưới và chúng ta bằng cái gọi là quan sát bên ngoài chúng ta sẽ không thấy được. Ở đâu đó chúng ta sẽ thấy được những cái việc bất thường, như là ví dụ như chúng ta thấy là điện thoại của chúng ta mau hết pin hơn bởi vì nó hoạt động liên tục này, hay là cái dung lượng của cái gói internet 4G nó sẽ nhanh hết hơn bởi vì nó luôn luôn nó gửi dữ liệu ra. Nhưng mà thường thì có thể là mọi người cũng sẽ không, người dùng bình thường thực sự là khó khăn để phát hiện ra những cái điều đó. Vâng, rất cảm ơn hai anh ạ. Thưa quý vị, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại để lấy tiền trong tài khoản ngân hàng cũng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Và với nạn nhân thì quan trọng nhất là có thể nhận lại được tiền của mình hay không. Thì ở một số quốc gia, tỷ lệ ngân hàng hoàn tiền cho khách hàng có thể là 50%, 50%. Và đôi khi ngân hàng phải có trách nhiệm với các giao dịch bất thường. Đây là bà Alex Luke, người Anh. Năm 2016, bà Alex là nạn nhân của lừa đảo qua điện thoại. Các đối tượng đã lừa bà, lấy được thông tin tài khoản ngân hàng và chuyển đi toàn bộ 180.000 bảng trong 33 giao dịch. Bà Alex lấy lại được 63.000 bảng ngay sau đó, nhưng phải mất 2 năm sau mới được hoàn trả số tiền còn lại, sau một vụ kiện chứng minh được hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng mà bà đã gửi tiền không nhận ra các giao dịch bất thường. Theo thống kê của cơ quan giám sát ngân hàng Anh, UK Finance, thiệt hại do lừa đảo liên quan đến tài chính ngân hàng lên tới gần 500 triệu bảng trong năm ngoái. Và các nạn nhân thường không được hoàn trả hoặc được hoàn trả một phần nếu theo đuổi những vụ kiện dài hơi. Tuy nhiên, các ngân hàng Anh sẽ phải hoàn tiền cho các nạn nhân theo các quy tắc sẽ có hiệu lực vào năm tới. Theo đó, ngân hàng nhận tiền và ngân hàng gửi tiền sẽ bồi thường cho nạn nhân theo tỷ lệ 50-50. Tại Pháp, Ngân hàng Trung ương Pháp cũng đã quy định các ngân hàng phải hoàn tiền cho khách hàng ngay nếu như chứng minh khách hàng không có lỗi. Nếu giao dịch không phải kiểm tra giấy tờ tùy thân, chẳng hạn nếu đó là một số tiền nhỏ hoặc giao dịch diễn ra bên ngoài châu Âu, thì ngân hàng cũng phải hoàn trả. Ngân hàng Ấn Độ cũng có quy định tương tự, nhưng chỉ hoàn tiền khi khách hàng chứng minh được mình là nạn nhân và số tiền được hoàn dựa theo các mức định sẵn. Vâng, thưa luật sư Bùi Quang Hưng ạ, nói về giao dịch bất thường đi. Ví dụ một cá nhân nào đó, một ngày, một tháng họ tiêu dùng khoảng tầm 30 triệu. Thì đùng một cái, đến một ngày đẹp trời tự nhiên tiêu dùng đến cả 100 triệu, cả tỷ thì rõ ràng là bất thường rồi. Vậy thì không biết là cái chế tài hiện nay về việc là giao dịch bất thường tại ngân hàng của Việt Nam đang được quản lý và xử lý như thế nào? Hiện nay thì đối với quy định pháp luật, đối với luật phòng chống rửa tiền và cụ thể là Nghị định 116 về phòng chống rửa tiền thì có quy định là các tổ chức tín dụng là phải nhận dạng các cái giao dịch bất thường, là ví dụ như là trong vòng 6 tháng thì người chủ sở hữu tài khoản đấy không sử dụng những cái giao dịch trên quá 300 triệu một ngày thì gọi là giao dịch bất thường. Thì họ phát sinh những cái giao dịch đó, lập tức là tổ chức tín dụng phải có cái biện pháp để tra soát và để quản lý các cái giao dịch như vậy. Thì rõ ràng là tôi thấy rằng là đối với trong trường hợp bị lừa đảo trên mạng mà cái số tiền đi hàng tỷ đồng như chúng ta vừa thấy, thì chưa thấy có một cái quy định nào, một ngân hàng nào áp dụng cái chính sách để kiểm soát cái dòng tiền lớn như vậy trong cùng một thời điểm mà đi ra khỏi tài khoản khách hàng. Thì tôi cho rằng là có lẽ chúng ta phải đặt một cái vấn đề là liệu có chăng trách nhiệm phía ngân hàng như thế nào để kiểm soát những cái dòng tiền mà đi ra khỏi tài khoản khách hàng một cách bất ngờ như vậy, giống như luật phòng chống rửa tiền đang quy định. Vâng, bất ngờ thì thường dòng tiền có thể di chuyển vào khi chúng ta đang ngủ hoặc đang không để ý một cái thời gian nghỉ nào đó chẳng hạn. Đúng rồi. Xin hỏi anh Tuấn Anh ạ, vậy thì đến thời điểm này đi,
theo quan sát và kinh nghiệm của anh thì đang có bao nhiêu cái ứng dụng mà các anh có thể tra soát ra được là nó có những cái tiềm ẩn, những cái dấu hiệu có thể kiểm soát điện thoại, và người dùng tốt nhất là nên ngay lập tức làm gì để có thể gỡ bỏ hay là làm gì với các ứng dụng có lạ vậy? Các ứng dụng khi cài vào trong cái điện thoại của mình thì chúng ta có thể xem được cái thông tin các cái quyền truy cập ứng dụng đó. Thế thì người sử dụng có thể mở cái điện thoại của mình vào trong phần cài đặt và xem danh sách các cái ứng dụng và những cái quyền truy cập. Và khi mà chúng ta thấy có những ứng dụng mà sử dụng những cái quyền mà nó không liên quan, ví dụ như bây giờ chúng ta có một ứng dụng mà để giải trí nhưng mà lại có yêu cầu để truy cập vào tin nhắn điện thoại chẳng hạn, thì rõ ràng đấy là một cái ứng dụng có cái quyền là không phù hợp và chúng ta nên nhanh chóng là gỡ bỏ cái ứng dụng đó. Và đồng thời nữa là một trong những cái lời khuyên là chúng ta cần phải tuyệt đối là không cài bất kỳ một cái ứng dụng nào ngoài những kho ứng dụng chính thống, bởi vì theo thống kê là trên 50% là những ứng dụng từ những kho không chính thống đấy là đều chứa những cái mã độc. Bởi vì thực sự là nếu mà là những ứng dụng có ích, những cái ứng dụng mà chuẩn thì người ta sẽ đưa lên kho ứng dụng chứ người ta không để cài trên những cái kho ứng dụng gọi là không chính thống như vậy. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn chia sẻ của hai anh ạ. Thưa quý vị, nhấp vào đường link lạ qua tin nhắn hay là nghe điện thoại rồi làm theo hoặc là cài đặt ứng dụng lạ rồi cho phép quyền truy cập cũng không khác gì chúng ta mở cửa căn nhà của chúng ta, mở khóa ra với tất cả đồ đạc tài sản ở bên trong. Vậy là kẻ trộm có thể vào nhà bất cứ lúc nào, và nếu kẻ trộm không bị bắt quả tang, không bị người dân xung quanh hỗ trợ bắt giữ, thì việc tìm kiếm tài sản sẽ cần nhờ đến lực lượng chức năng và sẽ mất thời gian và chi phí. Vậy nên nếu quý vị đang xem chương trình, quý vị thử kiểm tra lại xem có ứng dụng lạ nào đang trong điện thoại của mình hay không? Có cấp quyền truy cập quá nhiều cho các ứng dụng đó hay không? Và một lần nữa, mỗi lần cài đặt vào ứng dụng nào đó, mỗi lần click cho phép thì đọc những thông tin, đừng vội đồng ý với tất cả những điều khoản. Nôm na là đừng tự mở cửa cho kẻ trộm vào nhà.